Hello, xin chào tất cả mọi người. Sau những tháng ngày nghỉ dịch thì hôm nay mình lại trở lại với công việc của mình là một rep bay nha mọi người. Đây, rep bay Việt Nam đàng hoàng nha mọi người. Đây là hiện tại mình đang đứng trên cây cầu Thuận Phước mọi người. Cây cầu Thuận Phước Đà Nẵng này. Sau lưng mình là view thành phố nha mọi người. Thành phố về đêm. Mọi người nhìn thấy theo hướng ta mình chỉ này thấy không? Đây là khách sạn Golden Bay á. Là lúc dịch là khách sạn này đã tắt tất cả các điện nước phòng á, chứ một số phòng mà để lưu trữ trái tim Đà Nẵng là tôi yêu Đà Nẵng á mọi người. Đấy. Hiện tại là bây giờ là 8 giờ tối rồi và bây giờ mình đứng đây để hóng mát. Giờ mình sẽ tìm chỗ nào để kiếm khách, chứ trên cầu là không có khách nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy đi chỗ nào để mình tìm khách nha mọi người. Chị đi Indo đó hả? Ok. Dạ có chứ, mũ là phải có chứ. Sóng bị mất sóng mất tiêu đó, không điện ngay được hết. Mất sóng mà. Dạ à. Không xài. Ừ đang có sóng lại rồi nè. Mình vô gặp em là có sóng đó. Sóng là đi đó hả? Không biết bị kia gì á. À đúng rồi, nè của em cũng không có sóng luôn này, giờ mới để ý nè. Nhưng mà em dùng wifi của em, phát wifi từ điện thoại này qua. Ý là em nhắn tin lên bằng wifi mà cũng đâu có sóng nữa. À đúng rồi, wifi ở nhà chị mà đúng không? Nó đi đâu? Ở phòng khách đó. Hả?
đó đi khó khăn lắm. Mà chắc giờ còn hơn nữa đó. Sao vậy? Sao chết? Vì căng thẳng chịu với lại áp lực đó.
Không phải, không phải, ấy là anh bấm gọi vô trong app luôn á. Phải số 08 đó không? 079 hay 08 5317. Ờ chắc là số đó.